Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Mòn, sau chuyến tham quan học viện xử lề khắc của Kính Hồng Trần, lão ta bí mật gặp mặt một tên cường giả nào đó. Kính Hồng Trần thừa nhận xử lề khắc mạnh hơn tưởng tượng, miễn cưỡng xông vào chỉ có chịu chết. Nhưng mà lão đã có cách kiềm chế người có chiến lực mạnh nhất học viện là Mục Lão. Về phía Mục Lão, việc ông gặp mặt Kính Hồng Trần cũng có mục đích là để cho đối phương biết được chiến lực của học viện xử lề khắc, từ đó khiến bọn chúng không dám làm càn. Hai quốc gia sớm muộn cũng sẽ nổ ra chiến tranh, đó là điều không thể tránh khỏi. Ông chỉ có thể làm cho chiến tranh xảy ra chậm hơn mà thôi. Thời gian ông che chở cho xử lề khắc rất có hạn, cho nên mọi người phải mau chóng trưởng thành. Hoắc Vũ Hầu và Tiêu Tiêu mới đột phá nên cần săn bắt hồn hoàn. Ông yêu cầu ba người họ cùng nhau đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm kiếm hồn thú. Vừa di chuyển, Hoắc Vũ Hầu vừa mô phỏng ra hình ảnh và khí tức của hồn thú cấp cao nhằm hù dọa đám hồn thú cấp thấp để cho bọn chúng không dám đi tới kiếm chuyện, tránh được rất nhiều phiền phức. Sau một thời gian di chuyển, ba người cũng đụng độ một con hồn thú cấp cao. Hoắc Vũ Hầu nhanh chóng ẩn nấp rồi sử dụng ra tinh thần lực thăm dò. Con gấu to xác này có tên là Ám Kim Khủng Trào Hùng, tu vi đạt tới 3.000 năm. Móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, sức mạnh lại khủng khiếp, đứng đầu vào top những con hồn thú mạnh mẽ nhất. Nhưng điều khó hiểu là loại hồn thú lợi hại như vậy lại xuất hiện ở ngoài rìa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng, cô bé còn tự suy luận rằng biết đâu nó ngửi được mùi của mình nên tới đây kiếm ăn. Nó nhanh chóng phát giác ra đám người Hoắc Vũ Hầu nên lập tức chém ra một luồng kình lực đánh cho cả ba không kịp bỏ chạy. Nó há miệng gầm lên đe dọa rồi bắt đầu tấn công. Hoắc Vũ Hầu sử dụng tinh thần lực để phán đoán đòn công kích, sau đó lại dùng bộ pháp đường môn tránh né. Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng tung ra hồn kỹ tấn công để cầm chân con báo. Hoắc Vũ Hầu nhân cơ hội đó bạo phát ra luồng hàn khí đóng băng báo khổng lồ lại, sau đó lại tung ra tuyệt chiêu đóng băng một khu vực lớn. Sức mạnh từ hàn băng quá mạnh, hồn thú bình thường bị trúng chiêu chắc chắn sẽ nằm xuống. Tuy nhiên khả năng phòng ngự của con gấu khổng lồ này lại quá lợi hại, bị ăn một chiêu ngập mồm vẫn không ngã xuống, chỉ bị mất đi một cánh tay. Tuy nhiên con gấu hôm nay lại quá xui xẻo, nó vừa mới đứng dậy thì lại bị Chu Y đánh cho nằm ngã lăn ra đất. Hóa ra Chu Y vẫn luôn âm thầm đi theo để bảo vệ bọn họ. Con Ám Kim Khủng Trào Hùng này là một hồn thú công phòng, một thể hiếm thấy, hồn hoàn rất thích hợp cho Tiêu Tiêu. Điều bất ngờ hơn là nó còn có thêm một khối hồn cốt bàn tay phải, có thể dùng nó làm ngoại phụ hồn cốt. Chỉ là người hấp thu hồn cốt cần có huyết mạch lớn để áp chế lại huyết mạch của hồn thú. Tiêu Tiêu lo sợ thể chất của mình không đủ mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị phản vệ, cho nên chỉ dám hấp thu hồn hoàn, còn hồn cốt thì nhường lại cho Hoắc Vũ Hầu. Hai người nhanh chóng bắt đầu hấp thu. Trong lúc này, phía bên ngoài học viện xuất hiện vài tên áo đen bịt mặt. Bọn chúng muốn xâm nhập vào trong học viện để làm chuyện gì đó. Về phần Kính Hồng Trần, trước đó lão già này đã để lại một món hồn đậu khí bí ẩn có hình dạng con ruồi tại bên trong phòng chứa Mã Tiểu Đào. Con ruồi nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể rồi đánh thức nàng ta. Trở lại với Hoắc Vũ Hầu, tuy quá trình hấp thu hồn cốt có chút khó khăn lúc đầu, nhưng dựa vào ý chí không chịu bỏ cuộc và sức mạnh từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt thì cuối cùng cũng dung hợp thành công. Việc kế tiếp là tìm kiếm hồn hoàn cho cậu nữa mà thôi. Một làn khói đen nhanh chóng ập vào bên trong học viện xử lề khắc. Học sinh hoảng loạn bỏ chạy, làn khói đen đi tới đâu, cây cối héo khô tới đó. Lão sư học viện phân phó người nhanh chóng đi báo cáo tình hình với Hải Thần Các. Kẻ địch có chỉ ít khoảng 10 người, công pháp vô cùng quái dị, e là do tổ chức tà hồn sư. Rất nhiều học sinh bị độc xâm nhập và ngã xuống bất tỉnh. Mã Tiểu Đào lúc này đã hoàn toàn bị mất kiểm soát và trở thành tà hồn sư. Đám người Hoắc Vũ Hầu tiếp tục tiến vào bên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ba người đi tới khi trời sáng thì nhìn thấy một nhóm 4 người, hai nam hai nữ đang giao thủ với một bầy hồn thú. Thực lực bọn họ tuy rất mạnh nhưng mà số lượng hồn thú lại quá đông, chẳng mấy chốc nữa sẽ rơi xuống thế hạ phòng. Mà đám khỉ con này lại có tính tình nóng nảy, công kích mạnh mẽ và cực kỳ thù dai, còn biết chơi bài đánh úp bất ngờ. Một thành viên nữ suýt chút nữa bị trúng chiêu, rất may là có sự hỗ trợ kịp thời của Tiêu Tiêu. Thấy có thêm người xuất hiện, đám khỉ nhanh chóng bỏ chạy. Đám người Hoắc Vũ Hầu nhanh chóng đi xa chào hỏi, nữ tử được giải cứu cũng không quên cảm ơn. Cô ta tên là Zuina, mục đích tới đây là để tìm hồn hoàn. Hoắc Vũ Hầu nhận ra Zuina chính là người dẫn đầu, ba người còn lại đều là người đi theo bảo vệ. Như vậy xem ra thân phận của cô ta rất không đơn giản. Tên thanh niên thấy ba người chỉ là những người trẻ tuổi, vậy mà cũng dám tiến vào khu trung tâm. Phía trước sẽ có rất nhiều hồn thú vạn năm ẩn núp.
Suina muốn ba người đồng hành cùng với bọn họ. Đột nhiên ở gần đó có hai con hồn thú đang đánh nhau, sợ sẽ bị liên lụy, mọi người quyết định đi đường vòng. Thiên Mộng Băng Tầm cảm ứng được trong hai hồn thú đó có một con là thuộc tính tinh thần, rất phù hợp với cậu. Cấp bậc hồn thú đã đạt đến vạn năm, Thiên Mộng Băng Tầm muốn cậu đến đó xem thử. Có Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hà trợ giúp, đảm bảo không sao. Thế là cậu nhanh chóng thông báo cho Vương Đông và Tiêu Tiêu biết, rồi một mình rời đi. Cậu nhìn rõ thì phát hiện ra một con hồn thú hai đầu khổng lồ đang bỏ chạy. Hoặc Vũ Hậu vô tình đứng phía trước hướng đi của nó, điều này làm cho cậu gặp nguy hiểm. Cậu ta phải mô phỏng ra khí tức của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Tên kia biết mình gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nên vội vã tìm hướng khác bỏ chạy. Nó đang bị một con hồn thú khác truy đuổi. Kẻ truy đuổi chính là hồn thú mà Hoắc Vũ Hạo cần tìm. Chưa rõ bộ dạng nó ra sau, chỉ thấy một luồng ánh sáng chói mắt đang lao nhanh về phía cậu ta. Rốt cuộc đây là loại hồn thú gì? Hoắc Vũ Hạo sẽ làm như thế nào để tiêu diệt được nó? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến tập tiếp theo để biết rõ hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!